Chỉ cần bó thèm thôi. Nhưng mà hết tiền luôn rồi. Mọi làm điều bất ngờ cho ngon đấy. Ăn xong uống hộp sữa đó nhỉ. Thế cô hôm nay có bạn này chứ? Thằng bố này chỉ hồi đi học nhỏ nhỏ đi qua nhà em biết nhỏ nhỏ xíu. Bây giờ lớn thế chị. Mẹ bảo là chị mua quạt quạt bằng bằng điện nó quạt thì chỉ quạt đít nó mới nhanh lớn vậy. Bà nó cười. Ai gửi tiền mà bo nhiều tiền mua đồ ăn ngon chị đi. Đã quần áo thì quần áo mới ăn mình gặp mặt ăn tự nhiên thì sườn không chị nhỉ, sườn ngon lắm, con ăn miếng nào hết.